Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Sơn La vừa chủ trì phối hợp với Công an huyện Mai Sơn triệt xóa điểm đánh bạc dưới hình thức cá độ chọi gà tại tiểu khu 26/3 xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, bắt quả tang 7 đối tượng. 7 đối tượng bị bắt giữ gồm có hành vi đánh bạc gồm Nguyễn Duy Hưng, Trần Xuân Kim, Lê Thế Hoàng, Lê Ngọc Sơn, Bùi Văn Ba, Đào Hữu Bảy, Bùi Văn Bắc. Tang vật thu giữ là 2 con gà chọi, 1 cân bằng, 1 cỏ tấm chắn để chọi gà và nhiều điện thoại di động khác. Cùng với đó, một số đối tượng liên quan đến việc cá cược xem chọi gà khác cũng đã được mời đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh để làm rõ. Kết quả điều tra ban đầu xác định các đối tượng sử dụng điện thoại di động để sắp xếp ghi chú, tính toán các kèo cá cược và thanh toán thắng thua bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua internet banking với tổng số tiền đánh bạc trên 200 triệu đồng. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng xử lý theo quy định của pháp luật.